thể trèo ở trên một cái giường rất là cao được, mà mình ở trong cái nôi chẳng hạn, thì nên cái lồng này nó cũng có theo từng cái chu kỳ sống của con trai bé chẳng hạn thì mình cho nó vào cái lồng nào, con trai trưởng thành thì cũng tách nó ra một độ bao nhiêu, và khi con trai đã cấy rồi, cái con trai mà mình vừa nhấc lên bằng tay bạn bảo cao xuống cái thể ra. Đây là cái con trai mà đã được rồi. Đây là con trai mà đầu tiên mình giới thiệu là sau khi đây là con trai không phải đơn giản cái loại trai này của nó thế, nó to thế và nó là kia là hồng đấy là hồng ạ. Bên trong đấy là cái sản phẩm mà họ đang làm đây không đồng phẩm như chất lượng đâu ạ, cũng vẫn cứ nuôi nhưng mà tỷ lệ đạt của nó thì rất là ít. Khi mà họ mọi người tưởng tượng như là một ngày một người cấy 500 con chẳng hạn, đưa về nuôi trong một tháng cô có một bạn được người ta kiểm tra xem có bao nhiêu con chết, tiếp theo rất là kỳ tiếp lại kiểm tra có bao nhiêu con chết, và đến cái chu kỳ cuối cùng thì tỷ lệ đạt của nó còn lại khoảng 20-30% thôi chẳng hạn.